hơi lạnh các bạn ơi. Ở đây gần gần đường Buckhurst với cả đường Westminster Garden Grove, cũng là trung tâm thủ phủ của Sài Gòn nhỏ, quận Cam, Nam California. Hồi xưa mình ở đây một thời gian 5 năm, lúc mà mình làm cho nhà báo của Mỹ ở quận Cam này, Orange County Register. Sau khi mình cưới vợ, mình ở đây có đứa con đầu ở đây luôn các bạn. Nhưng mà ở thành phố dưới kia gần đây chứ không phải ở trung tâm Sài Gòn nhỏ. Mình ở cách đây khoảng nửa tiếng đồng hồ, nhưng mà cũng thường xuyên tới đây. Vợ chồng mình lúc đó mới cưới cũng hay đi chơi. Thời đó là Việt Nam mình còn nghèo khổ lắm, năm 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 đó. Lúc đó là cái vùng này là rất là sôi nổi, tại vì mơ ước của mọi người lúc đó là được tới Nam Cali ở Sài Gòn nhỏ, tại vì đây là trung tâm văn nghệ, trung tâm mấy ca sĩ, mấy hãng, mấy công ty làm video như là Paris by Night hay là Asia là cũng bắt đầu từ đây hết, hay là mấy cái phòng trà, mấy cái mấy club nhảy đầm múa rồi cũng ở vùng này. Chứ còn mấy tiểu bang khác ở bên Mỹ không có cái gì hết á. Cho nên lúc đó tới cái vùng này, tới Sài Gòn nhỏ ở Nam Cali là mơ ước của bất cứ người Việt kiều nào sống ở bên Mỹ hay là mấy nước khác sau khi rời khỏi Việt Nam, rất là nhớ quê hương. Cho nên đây là cái nơi mà mọi người mơ ước được tới để thăm viếng, để được ăn uống những món ăn rất là ngon của Việt Nam mình mà họ đã rất lâu không được ăn, không được trải nghiệm. Với cả họ được gặp lại những đồng bào người Việt của họ rất mừng. Chứ còn nếu mà ở mấy cái nơi mà hẻo lánh vắng đó, ở miền Mỹ không các bạn. Tới đây hơn, tại vì họ đi về Việt Nam hết. Đây là đường Bô Sa các bạn. Đây là đường mà các anh các bà con Việt kiều của mình rất là tự hào là con đường Bô Sa này. Tại vì con đường này là con đường duy nhất hồi xưa đó, ở ngoài Việt Nam, khu này là khu đông đúc nhất người Việt. Chợ búa hai bên, rồi nhà hàng hai bên, văn phòng bác sĩ, luật sư, nha sĩ, đồ có đủ nơi hết các bạn. Bây giờ thì họ xây cất rất nhiều shopping, rất nhiều khu buôn bán mới. Ok, hình như là cái khu này mình cũng thấy có nhiều video clip của các bạn chia sẻ về chiếc xe VF8, hay là các bạn biểu tình về cuộc bầu cử tổng thống Trump kỳ rồi, cách đây 4-5 năm cũng biểu tình ở đây sôi nổi. Rồi mình cũng nhớ có một số bạn dẫn xe VF8 tới mấy cái khu này là lúc mà VF8 VinFast mới tới Mỹ các bạn.
thì hồi xưa cách đây khoảng 25 năm á, 1/4 thế kỷ trước các bạn mình có ở vùng này. Nhưng mà lúc đó thì có nhiều cái khu trung tâm thương mại nó chưa có xây. Bây giờ thì họ xây nhiều hơn và đẹp hơn hồi xưa. Nhưng mà số lượng người đi du lịch đó thì mình nghĩ là rất ít so với hồi xưa cách đây hai mấy năm, tại vì bây giờ Việt Nam mình Việt kiều họ đi về Việt Nam hết. Chứ còn ở bên Mỹ chỉ có cái chỗ này thôi, cái chỗ này vô đây ngồi, vô đây đi vòng vòng ăn vài món ăn xong là đủ. Chứ không có cái gì ngoài ra hết á. Chứ không có mua sắm được cái gì, rất ít món lại mua sắm, chỉ có ăn uống thôi các bạn. Ăn uống là đồ ăn ngon thiệt, có rất nhiều nhà hàng, rất nhiều quán cà phê rồi. Hồi xưa vợ chồng mình lúc mà chưa có con đó các bạn, lúc đó là cái những ngày kỷ niệm đẹp nhất. Mình nhớ là vợ chồng mình mới cưới xong, rất là may mắn là ở bên Mỹ thời đó mà được tới cái vùng này ở, mà được đi ăn rất nhiều món ăn nhà hàng Việt Nam, bất cứ lúc nào cũng được. Nhiều có nhà hàng ở đây nó mở, thời đó hồi xưa nó mở tới nửa đêm luôn, có nhiều nhà hàng nó mở tới 2-3 giờ sáng lên, cho nên nhiều khi vợ chồng mình 11-12 giờ đêm buồn á, chạy tới cái khu Sài Gòn nhỏ này tìm mấy cái nhà hàng nào nào nó mở cả đêm á các bạn, rồi vô trong ăn rồi ngắm mấy người Việt kiều khác rồi đi về. Mình lái khỏi cái vùng này, cái khu này khoảng 5-10 phút mình lái khỏi cái vùng này là mình trở lại cái những cái khu phố của người Mỹ, thì mình cũng trở thành là một trong những hạt bụi Việt, cũng là một trong những hạt cát bụi lẻ loi trong một cái đám biển các bạn. Mình là tiểu số, cho nên ra khỏi cái khu này thì cũng thấy rất là lạc lõng, cô đơn, sống chung với người ngoại quốc thôi, không có gì lạ hết các bạn. Đây cũng là một cái trung tâm shopping. Chỗ này hình như là nó làm giống người Trung Quốc. Thì hồi xưa phần nhiều cái khu Sài Gòn nhỏ là phần nhiều của mấy người mà họ có tiền mà họ đầu tư. Mình biết được là cái anh ta mà nó cái anh nó hồi đó nhà báo của Mỹ nó cũng phỏng vấn, anh ta tên là gì mình quên rồi. Anh có cái văn phòng ở gần cái quán cà phê Trung Nguyên đó. Anh ta là người anh đầu tư, anh xây dựng cái khu Little Sài Gòn này, mấy cái trung tâm shopping, mấy cái siêu thị lớn là hay Phước Lộc Thọ đó, cái hãng design đó của anh ta, cái hãng xây dựng đó các bạn, anh ta xây hết cái phần nhiều cái khu Sài Gòn nhỏ này. Anh ta là người gốc Trung Quốc, cho nên các bạn thấy các bạn rất là tự hào là có Sài Gòn nhỏ ở Quảng Cam, nhưng mà đối với mình á, cái này không có phải là 100% là quê hương của mình, tại vì phần nhiều những cái trung tâm xây dựng trong đây shopping là của người Trung Quốc, người gốc Hoa, mà họ đã từng sống ở miền Nam Việt Nam hay là miền Bắc Việt Nam, họ biết tiếng Việt nhưng mà họ là người Hoa, họ có tiền họ xây dựng lên tại vì họ muốn đầu tư cho người Á Đông, đặc biệt là người Việt Nam, tại vì lúc đó cộng đồng Việt Nam rất là đông người tị nạn qua Mỹ á, cho nên họ đầu tư cho người Việt Nam mấy cái trung tâm mà phố chợ Việt Nam là không nhiều. Mấy người đầu tư mình biết là người người gốc Trung Quốc. Bây giờ thì mình nghĩ có thể là có một số người Việt chính gốc, cho nên các bạn nhìn thấy mấy cái chỗ mà họ xây dựng nó phần nhiều là nó giống theo kiểu Trung Quốc cả, chứ không phải là của Việt Nam. Cái nhà hàng này cũng có lâu rồi, hồi xưa mình vô đây là mình hay gặp mấy ca sĩ mà ca sĩ hải ngoại á, hay ngồi trong một cái quán ăn thanh mỹ là các bạn. Ở trong đây mình hay gặp mấy ca sĩ nổi tiếng ở trong mấy cái quán này, họ cũng là chủ của mấy cái tiệm mà họ cũng đầu tư, ngoài ca hát cũng họ cũng có tiệm này tiệm kia về trang điểm hay là bán quần áo hay là bán đồ trang phẩm mỹ phẩm hay là bán du lịch, bán quán ăn hay là cà phê, họ làm đủ cái nghề hết. Thì hồi đó vợ chồng mình hay đi la cà trong mấy khu này, hay gặp mấy người nổi tiếng mà ca sĩ hải ngoại hồi xưa.
Còn bên kia cũng là có cái khu, có cái chợ Sài Gòn Supermarket cũng hay vô trong, hồi đó nó xây cũng mấy chục năm rồi. Cái tiệm hớt tóc bên đó nó gọi là Pose đó, hair salon. Hồi đó vợ chồng mình mấy đứa con đầu tiên của mình nó hay vô trong hớt tóc, bây giờ vẫn còn y nguyên chưa thay đổi mấy chục năm rồi. Có thể là cái chủ mới nhưng mà cái bảng hiệu vẫn còn giống y vậy. Rồi các bạn, đây là cái trung tâm rất là nóng của người Việt Nam hải ngoại Sài Gòn nhỏ. Cái khu chợ bên đây còn giống y nguyên hồi đó, có cái hồi đó có một cái tiệm bánh mì gì ngoài đó mình quên tên, là bánh mì đó rất là đắt. Lúc mà bánh mì Việt Nam nó mới mở ở cái vùng này đó, người ta đi mua bánh mì rất nhiều. Có mấy cái hồi xưa có mấy cái tiệm nó may áo dài hay là may quần áo cũng rất là nổi, mà bây giờ người ta làm nó đóng hết rồi. Mì Hoàng Thanh gì đó rất là ngon, và chồng mình đi ăn đó hàng tuần trong đây nè. Bây giờ nó gọi là phở Lover. Hồi xưa người ta hay dùng cái bãi đậu xe này người ta mở hội chợ Tết các bạn. Tại cái chỗ này hồi xưa mình nhớ kỷ niệm rất đẹp, tại vì lúc đó là ở mấy tiểu bang khác rất là cô đơn, rất là nhớ quê hương. Tới đây họ mỗi lần Tết người ta đổ xô về cái chỗ này, người ta mở hội chợ Tết là bà con tới đây cả mấy chục ngàn người hay là cả trăm ngàn người ấy, chơi cả đêm. Rồi đi mấy cái chỗ mà quầy này nó bán đủ thứ người, bán thịt nướng, nem nướng, bún rồi phở rồi chả rồi không thiếu một món gì hết. Bán cả đêm là người đi chợ Tết mặc áo dài rồi đốt pháo. Có sân khấu, ca sĩ hát đó. Mình nhớ kỷ niệm rất đẹp là lúc đó vợ chồng mình mới cưới, hai vợ chồng mình ngồi trên cái nhà hàng biển Mỹ ngay trên đó các bạn. Bây giờ nó gọi là Seafood Cove Chinese Restaurant. Ở dưới đó là phở Hòa hồi xưa đó, bây giờ là cái phở gì mình không biết còn phở Hòa không, nhưng mà hồi đó đó mình nhớ là ở dưới đây là bà con cả ngàn người dưới đây họ chợ Tết rất là vui. Vợ chồng mình ngồi trên đó ăn điểm sẵn, nhìn xuống ban đêm đèn lung linh, rồi ở dưới này nhìn bà con mình đi chơi chợ Tết bằng áo dài khăn đóng rồi triển lãm, không thiếu cái gì hết á. Cái nhà hàng phở Hòa này hồi xưa rất thịnh, rất là vui, rất đông, mà bây giờ thấy không biết là nó làm cái gì. Bây giờ gọi là phở Quang Trung nhưng mà bây giờ nhìn thấy không còn thơ mộng như hồi đó, nó hơi khác biệt. Còn cái khu này hồi xưa cái khu này rất là thịnh, rất là đắt, có đủ thứ quán ăn to go, chè rồi ăn bên đây rồi đi qua bên kia thử cái chè này chè nọ, rồi vô trong đó là có siêu thị. Chỗ này hồi xưa tới đây ai tới thăm vợ chồng mình hồi xưa cũng dẫn tới cái khu này, mấy người tiểu bang khác đó nào, bà con là bạn đó dẫn họ đi ăn chơi đây. Cái khu này giống còn y nguyên, còn mấy mấy cô mấy bác lớn tuổi ngồi uống cà phê chơi cờ tướng. Bây giờ thấy mà thấy nhiều người họ họ lớn tuổi, hồi xưa họ họ trẻ tuổi giống mình, bây giờ họ lớn tuổi hết rồi. Còn trước mặt của mình các bạn thấy đó là Phước Lộc Thọ, khi đó các bạn thấy hình ảnh đó rất nhiều rồi. Chút xíu mình quay lại vô, mình vô trong đi một vòng cho các bạn thấy luôn. Mình biết có nhiều bạn YouTuber hay chia sẻ cái khu này, cũng phỏng vấn nhiều người về cái cuộc tranh cử ông tổng thống Trump kỳ rồi, tranh cãi rất đông người biểu tình, rồi rất nhiều các bác các cô biểu tình về đủ cái chuyện mình không biết. Và cũng có một vài người chia sẻ về xe VinFast ở cái khu đường này luôn. Bây giờ mình dòng vô cho các bạn thấy. Bây giờ vợ mình đang nấu
đang nấu mì hoành thánh hay gì đó ở nhà của người gia đình là người em ở gần đây luôn, ở thành phố này luôn. Mình tranh thủ mình trốn ra, mình không cho ai biết là mình trốn ra khỏi nhà các bạn. Mình đi quay cái clip này cho các bạn. Các bạn thấy không? Vợ mình nó nói là mình điên, mình khùng, mình đi làm chuyện tào lao, mình chia sẻ trong kênh của mình không được đồng tiền nào mà chỉ có phí phí công là phí đi xe mà mánh là nhiều, đi nhiều dặm là đủ thứ hết, cả không có ở nhà phụ vợ mình nấu hay là chơi với gia đình, mình đi ra ngoài mình tâm sự với các bạn, mình chia sẻ với các bạn về quá khứ. Cái này là cái quá khứ của mình nhưng mà nó giúp các bạn thấy cảnh thời đại của trung tâm Sài Gòn nhỏ là trung tâm Việt Kiều. Đây là đô thị của Việt Kiều lớn nhất trên thế giới ngoài Việt Nam. Các bạn đang nhìn thấy trước mặt bạn đây là cái tòa nhà Quốc Lộc Thọ của một người Trung Quốc, người Việt Nam gốc Trung Quốc xây cách đây cũng ba mấy năm rồi. Cái hãng của cái ông, cái hãng mà kiến trúc của cái ông ta nó gọi là Bridge Creek, Bridge Creek giống là cầu suối đó, thì cái tiếng Việt Nam giống như cầu suối đó. Anh ta cũng là một trong những người triệu phú đô la của Mỹ ở cái vùng này các bạn. Hồi xưa mình làm nhà báo Mỹ, mình có tới văn phòng của anh ta phỏng vấn và biết chuyện về cái câu chuyện lịch sử của anh ta đó các bạn. Các bạn thấy không? Cờ vàng ba sọc và cờ Mỹ 1975. Các bạn thấy cái hình ảnh này rất nhiều rồi. Hồi xưa đi vô trong cái tòa nhà Phước Lộc Thọ này là cái mà không ai thiếu sót, ai tới đây thăm vùng Sài Gòn nhỏ cũng phải vô đây, vô trong đây giống như là một cái thiên đàng ẩm thực đó các bạn. Vô trong đây là quán cà phê, quán phở, quán bún, chè, nem, đủ thứ loại trà sữa, không thiếu gì món ăn gì hết. Vô trong đây là mình ăn không hết luôn. Vợ chồng mình vô trong cái tòa nhà này không biết bao nhiêu lần. Đi vòng vòng ăn xong rồi đi dạo, đi lên trên lầu, đi coi mấy bán áo dài, bán đồ chơi cho mấy đứa con nít, đủ thứ hết đó. Nhưng mà bây giờ họ cũng còn làm cái đó, nhưng mà bây giờ mình quay lại là mình thấy nó hạ thấp, nó không có còn thấy nó không còn cao cấp như hồi xưa, thấy nó bị xuống rất nhiều, thấy không có còn thịnh như hồi xưa. Tại vì bây giờ người Việt Kiều của mình đó, đại đa số ngoại trừ những người ở gần trong cái vùng này đó, mấy người ở khắp nơi trong nước Mỹ hay là thế giới luôn các bạn, phần nhiều họ có tiền, họ có thời gian, họ bay về Việt Nam chứ họ không còn bay về cái Quảng Cam hay Little Sài Gòn này nữa. Chỉ còn lại một số người là họ ở trong nước Mỹ mà họ đã đi Việt Nam nhiều lần rồi, cho họ muốn tới đây để họ chơi, để họ biết. Nhưng mà nếu mà họ tới rồi họ cũng không cần phải tới đây nữa, tại vì ở mấy tiểu bang như Texas hay là Washington hay là mấy tiểu bang New York rồi đó, họ cũng có mấy trung tâm Việt Nam không có thua kém gì cái chỗ này. Cho nên bây giờ cái khu này nó trở thành một cái khu nó gọi là Sài Gòn nhỏ, mà một trong những cái mà cũ nhất cũng là to lớn nhất, nhưng mà không còn là một cái duy nhất như hồi xưa nữa. Cái đó là cái nhận xét riêng của mình đó các bạn, cái nhận xét riêng của mình. Ok, cũng còn rất nhiều khu mình có thể dẫn các bạn đi, nhưng mà mình chỉ muốn tới cái chỗ này, đặc biệt là chỗ trung tâm chính đó các bạn, trung tâm chính đó. Ở trong đây là những ngày Tết rất là sôi nổi. Mình biết mùa hè người ta cũng hay mở sân khấu hát live show ở đây cho mấy ca sĩ địa phương, và họ cũng mở chợ Tết ban đêm, chợ ẩm thực. Còn cái quán bánh cuốn Tây Hồ bên đó họ có từ lúc mình ở đây năm 1989, 90, 91, bây giờ vẫn còn y các bạn, bánh cuốn Tây Hồ đó.
hồi đó nó mới mở là rất nổi, bây giờ hình như là vẫn còn cũng nổi chứ không có kém gì hết. Ok, bây giờ không biết đi hướng nào đây ta. Quậy quá là quậy hả? Thôi bây giờ mình đi vô trong cái hẻm bánh cuốn Tây Hồ. Hình như là trong đó hai vợ chồng chị đẹp Cali cũng hay tổ chức làm từ thiện, bán đồ ăn từ thiện trong đó đó các bạn. Xưa mà cái chỗ bán điện tử trong đây, mình mua cái máy quay phim lần đầu tiên trong đây là, mà hồi đó cái tiệm đó nó tên là khác, còn cái chỗ trong đây là cái bánh cuốn Tây Hồ. Bây giờ vô trong đây cũng thấy giống y hồi xưa chứ không có khác chứ. Bánh xèo bún bò Huế. Sao bữa nay là sáng thứ sáng chủ nhật mà sao thấy vắng quá. Sáng chủ nhật mà chưa thấy ai vô đây ăn hết. Đây là con hẻm. Chung quanh đây là rất nhiều công ty nhỏ nhỏ, mấy cái doanh nghiệp. Người ta thân nhiều của người Việt Nam các bạn. Đây là quán cà phê Sài Gòn xưa. Cái này là mình chưa bao giờ mình vô. Mấy ngày nào mới có sau này hết. Ok các bạn, chắc như đây cũng đủ rồi. Cái này là đằng sau hẻm mấy cái tiệm sửa xe nó nằm trong đây. Còn bên đây là khu chung cư, nhà mướn, nhà ở. Cái này là mới xây, mình chưa có bao giờ thấy. Thôi đi về chứ không có chút nữa vợ khám phá ra là mình bỏ nhà ra đi là tội mình nặng thêm nữa. Cái này là mình đi du lịch, mình đi du lịch chung với vợ mình cũng còn vậy nữa mà. Mình không có phải là dạng vừa đâu. Hôm nay trời rất đẹp. Nam Cali trời rất mát, rất đẹp các bạn ơi. 62 độ F. Mình không biết là độ C là bao nhiêu. 34, 35. 32. Quay trong khu xa. Nhưng mà vì quay giờ này không có khán giả làm vô ích. Ok, bây giờ quay lại nhà của gia đình vợ mình. Là con vợ mình quẹo vào trong đây coi chút xíu rồi mình quay lại đi. Mình đang lái trên con đường Bô Sa. Cho nên các bạn mai mốt các bạn thấy mấy cái video của mấy người Việt Kiều tranh cãi trên đó về biểu tình này nọ đó, các bạn sẽ thấy họ hay chia sẻ trên mấy cái khu chợ Bô Sa. Khu này góc kia thì bây giờ mình hiện tại mình đang đi trên con đường đó. Con đường mà mình đã đi cả trăm lần rồi. Hồi xưa mình ở đây 5 năm các bạn, mình tới đây tuần nào mình cũng tới đây vài lần. Hồi xưa mà có cái nhà hàng nào mà thấy được không phải là hai vợ chồng mình hay vô ăn. Tại lúc đó mình chưa có con cho nên rảnh rỗi. Chứ còn ngoài ra thì ở cái khu này mà rất là đông đúc, xe cộ đi ra ngoài cấp tốc rất là đông, nó hơi bực bội. Nhưng mà có một điều mình thích ở gần ở mấy cái khu Quảng Cam này là mình thích đi ra biển khoảng nửa tiếng là đi tới biển, rất đẹp. Đáng lẽ là mình cho các bạn thấy biển luôn, nhưng mà nếu mà đi ra biển là về nhà là lâu là không có được, mình phải dẫn vợ mình theo. Ok, đây là một trong những cái trung tâm siêu thị bán đồ ăn, nó gọi là supermarket. Thì đi đâu cũng giống giống nhau hết các bạn, cũng người ta đi chợ cũng đi bằng xe hết, chứ có người ra người vô chứ không có cái gì
không có cái gì khác biệt. Sáng giờ mình ở cái trung tâm Việt Nam Sài Gòn nhỏ, thủ đô của Nam Cali, mà mình chưa thấy xe VinFast nào ngoài mình hết chứ bạn. Mình em VinFast VF8 duy nhất. Nên mình vẫn còn cảm thấy cô đơn, vẫn còn cô đơn. Ok các bạn, cái nhà hàng Lục Đình Ký đó hình như là hồi xưa mình có thấy rồi, cái tên mấy chục năm giờ vẫn còn đây. Lục Đình Ký. Nhiều khi cái nhà hàng nhìn thấy nó đẹp lắm nhưng mà mình không biết đồ ăn có còn ngon không, mình không biết được. Mấy người ở đây họ mới rành. Mình lâu quá không tới đây. VinFast VF8 vẫn còn cô đơn. Đáng lẽ là người Việt Nam mình ở vùng này mà họ hùa nhau họ đi xe VinFast VF8 là các bạn hình dung dân tộc mình được được hưởng thụ cái niềm tự hào biết bao nhiêu từ những người chủng tộc khác. Ngay cả những người Mỹ nữa, những người Mỹ của dân Mỹ mà họ thấy người Việt Nam mình bây giờ mà đi xe VinFast VF8, hay là nếu mà không có xe VinFast hay là bất cứ cái hãng nào ở Việt Nam mình đi trên đất Mỹ đi, thay vì họ đi xe Tesla hay là Ford hay là xe của Đức, của Hàn đó, nhất là xe của Hàn đó. Nó là giúp cho người Việt Nam mình, là kinh tế Việt Nam mình biết bao nhiêu, mà nó sẽ làm cho người Việt Nam mình tự hào hãnh diện biết bao nhiêu. Tại sao các đồng bào không làm, tại sao các bạn không làm, tại sao các quý vị sự sự chú ý của mọi người. Mình cũng rất thích là được đóng cái vai trò đặc biệt. Nhưng mà nếu mà có đông bạn bè đi chung với mình xe VinFast VF8 đi 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 nhiều ngoài đường này thì mình cảm thấy càng tự hào nhiều hơn, càng thấy vui hơn. Mình nên chọc ghẹo không các bạn chung quanh đây không? Chung quanh đây là người Việt Nam không mà mình đưa cái tay lên trời, mình đi vậy là người ta nói là mình nổ, với là nói là mình giống như gọi là mình ngạo nghễ. Nó là nói coi cái thằng đi xe VinFast kìa. Không có sai chút nào hết. Tụi nó ngạo nghễ, tụi nó nổ. Tụi nó làm như ta đây. Không ai thèm đi cái xe đó, không ai thèm vô bước vô cái xe đó mà nó làm như là xe nó ngon lắm. Lái tay nó đưa lên tay lên trời. Lái tay nó ôm đầu có đi dài nè. Nó không có bám vô vô lăng. Nhìn thấy mà ghét. Thôi. Mình làm cho các bạn thấy trong video được rồi. Mình làm cái đó, mình lái, mình ôm cái đầu, mình đưa tay trời, mình làm để cho thỏa mãn cái
cái xe V8 nó rất là tốt, cho nên mình cảm thấy ấm ức, cho nên mình làm thôi. Chứ còn thật ra để cái tay lên đầu này nó cũng mỏi cái tay đó các bạn, không có sung sướng gì. Để cái tay dưới đây thì thoải mái hơn, cũng an toàn hơn nữa, cho nên các bạn đừng có bắt chước mình. Xin cảm ơn các bạn. Rồi, không biết về ngõ nào quên mất tiêu rồi. Đi lo đi phá giờ quên quên lối về nhà rồi. Ok, xin chào các bạn. Mình quên lối về rồi.